Vâng, chị chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong này, rất nhiều mã hàng mới và cũng như có một số mã hàng hàng thanh lý của công ty giá rất hạt rẻ bình dân mà phù hợp với các bác luôn. Đấy, hôm nay có về thêm cho bác cả cái lõi lọc nước của Carofi này, nhiều bác hỏi này. Đấy, thì lâu lâu lại có hàng để các bác này. Đấy, cũng hàng công ty rất xịn nhá. Đó thì em sẽ đi vào quay chi tiết từng cái mã sản phẩm một và báo giá cho bác coi. Các bác nào ưng cái mã sản phẩm nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Đấy, các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhé. Đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên trong video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác đó là cái lô bảng điện hàng cũng là hàng hàng thanh lý công ty nhá, rất là xịn luôn. Bảng này thì đã lắp đặt sẵn rồi. Đó thì em báo giá bác luôn. Giá nó chỉ có 80 ngàn một cái bảng này thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bảng điện đấu sẵn nhá. 80 ngàn một cái bảng này. Đấy. Một cái bảng này thì nó sẽ gồm có là một cái automat này. Đấy, automat nhá. Cái automat chống chập này. Đấy, và đồng thời là một cái công tắc để các bác là một cái con át để các bác bật tắt ngắt cái bảng điện này luôn, rất an toàn nhá. Đi kèm cho bác là hai cái công tắc để bác đấu vào những cái quả bóng đèn các thứ giờ để các bác bật tắt đèn. Và bên dưới này là một cái ổ ba chân. Đấy, ổ ba lỗ này. Đấy, có lỗ cắm các thứ đầy đủ và có cả đèn báo luôn, rất là xịn nhá. Hàng công ty, hàng này xịn, hàng vẫn nguyên bao bì nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Rất ok. Hàng này thì của Việt Nam nhá. Đấy, thiết bị điện Việt Nam này, fan gold này. Đấy, chất lượng tạo thương hiệu này, rất là xịn luôn đấy. Thì hàng này đấu sẵn rồi thì em hướng dẫn các bác luôn. Đó thì khi mà về thì các bác mở xem cái nắp ở cái CB này ra. Đấy, mở cái nắp này ra. Sau đó là các bác đấu nguồn vào cho em thì nó sẽ để chống nha. Đấy thì các bác đấu trực tiếp nguồn điện lên cho em này. Đó. Khi mà các bác đấu nguồn điện vào đây thì nó sẽ cấp nguồn cho những cái công tắc ổ cắm này. Thì ổ cắm thì đã đấu sẵn rồi, còn công tắc thì sẽ để ra hai dây chờ là hai dây nóng này. Đấy, để ra hai dây chờ là hai dây nóng nha các bác nhá. Hai dây nóng này. Đó, và một cái dây mát đây này để các bác đấu vào những cái công tắc thiết bị điện nhá. Còn cái ổ cắm này là có sẵn rồi. Thì khi mà các bác mở ra thì các bác nhớ nhìn kỹ giúp em là đấu bên nóng bên nào, bên lửa bên nào nhá. Thì ở đây nó cũng đã có phân biệt dây sẵn đây này. Đấy, dây là dây dây bên đỏ là dây nóng này, dây nguội là dây màu trắng này. Đấy, có đấu sẵn thì các bác nhớ cho em là đấu đúng giúp em nhá. Đấu đúng ấy giúp em để khi mà các bác vào cái công tắc này thì các bác đấu là nó không bị ngược công tắc. Các bác đấu là ngược thì nó cũng được thôi, nhưng mà khi mà các bác bật tắt thì nó sẽ bị ngược. Đấy, các bác hình dung như thế. Đấy là khi mà ví dụ các bác bật tắt là ví dụ các bác muốn bật lên là nó sẽ lại tắt đi, và tắt đi thì nó sẽ thành bật lên thì nó sẽ bị ngược. Đấy, nó cũng được thôi nhưng có cái là nó sẽ ngược. Thì các bác nhớ cho là đấu đúng nhá. Thì ở đây nó đã đấu sẵn ở đây như này rồi. Thì cái phần trên này các bác đấu đúng cho em. Đấy thì đỏ vào đỏ và nóng vào nóng và nguội vào nguội, có thế thôi. Đấy thì về mở ra đấu cho em hai cái dây nguồn vào đây. Đấy, và các bác cấp nguồn cho cái bảng điện này, và còn lại là cái dây này bên em đã để chờ này, các bác tuốt dây nó ra đấu vào những cái thiết bị điện như bóng đèn các thứ này, thế là xong. Còn đi kèm thì trong túi này nó sẽ có cả nỏ đây này, có cả nỏ cả ấy để cho các bác về bắt vào tường nhá, bắt vào tường, bắt vào bảng gỗ thứ giờ là ok đây này. Đấy, nó có cả sẵn nỏ luôn, rất là đầy đủ luôn nhá. Hàng thanh lý công ty số lượng hạn nhá các bác nhá, không có nhiều đâu. Đấy, giá nó chỉ có 80 nghìn thôi. Bình thường các bác mua ra thị trường các bác mua mà bằng này thiết bị mà chưa có đấu sẵn luôn thì nó phải rơi khoảng tầm hơn trăm, trăm rưỡi rồi. Nguyên một cái bộ này đấy còn chưa đấu nha, đây hàng đấu sẵn rồi mà nó giá nó chỉ có 80 nghìn thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, các bác tranh thủ mà cần thì các bác mua luôn. Đấy, về mình thay những cái bảng điện này mình nó bị cũ thứ rồi. Bảng điện đấu sẵn nhá, 80 nghìn một cái bảng nha. Hàng rất xịn xò, ok. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dây nguồn nồi cơm. Đấy, thì em cứ lên mã giúp các bác, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây nguồn nồi cơm. Đấy, hàng cũng là hàng thanh lý công ty rất là xịn luôn. Đó thì em cái dây nguồn này thì sẽ có chiều dài là 1m7 này. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 30 ngàn. Cái dây này thì nó sản xuất để chuyên cho bác cắm nồi cơm này, rồi là những cái thiết bị điện ví dụ như là nồi cơm, nồi lẩu, bếp từ. Đấy, vì đây là có nhìn này, đấy chạc của nó ra chạc 3 này. Đấy, nó là cái kích cỡ phổ thông để về các bác cắm những cái dây nồi cơm nhà mình không may nó bị hỏng, bị cháy các thứ giờ thì các bác mua cho em cái dây để về. Dây rất mềm luôn, dây mềm và phần ổ phần phích đúc rất chắc chắn nhá, dùng cực kỳ thích luôn. Đó, dây mềm lắm, dùng thích lắm. Đó, hàng đạt tiêu chuẩn Việt Nam nhá, đây này. Đấy, đây này. Có in đây này. Đấy, tiêu chuẩn Việt Nam này 2013/1994 này. Đấy, hàng xịn luôn các bác, chứ không hàng lính tinh đâu. Đấy, hàng rất xịn nhá, cầm dây biết luôn. Đó. Dây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây nguồn nồi cơm nhau nhá, dây nguồn nồi cơm.
Đó, dài 1m7 nhá. Nhớ cho em là dài 1m7, giá của nó sẽ là 30.000. Về để các bác thay những cái con nồi cơm. Đấy, những cái dây nồi cơm như mình bị hỏng, dây nồi cơm, dây bếp từ, dây ấm siêu tốc các thứ rồi. Nhiều dây nó dùng cái chân này. Còn nếu không thì các bác về thì mình có thể dùng chế cháo, ví dụ như là những cái máy khoan, máy mài, máy cắt, các bác cũng muốn dùng cái dây này thì mình cắt luôn cái đầu ra cho em. Đấy, cắt cái đầu ra cho em được, bỏ cái đầu rồi đi. Đấy, mình đấu luôn là máy khoan, máy mài, máy cắt cũng ok luôn. Đấy, dùng cái dây này cũng quá ok luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đó, 30 ngàn một cái dây này. Dây nguồn nồi cơm dài 1m7 nhá. Giá sẽ là 30 ngàn một dây này. Đấy, hàng cũng hàng công ty Thanh Lý, rất là xịn luôn đấy. Tiếp theo thì em về một ít kia lô pin của Sony. Lên mã giúp em sẽ là pin 3V nhá, pin 3V. Thì bên em sẽ bán cho bác một cái mức giá rất là hạt rẻ thôi. Một vỉ nha, thì bên em sẽ gửi bác là 20.000 cho một vỉ nha, là sẽ có là 5 viên nhá. Bên em sẽ bán là một lúc là một vỉ 5 viên luôn, không bán lẻ nhá. Nhớ giúp em là hàng pin này bên em không bán lẻ vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, giá nó rất là bình dân rồi, giá nó rất là rẻ rồi nên bên em không tách lẻ nhá. Bán một lúc là một vỉ 5 viên này luôn. Đó, thì cứ lên mã giúp em sẽ là pin 3V, hàng của Sony này. Mã của nó sẽ là CR2032. Cái pin này thì chắc là các bác biết pin này rồi. Nó dùng cho điều khiển này, đồng hồ này, đấy, rồi là rất nhiều những thiết bị nó dùng cái pin này. Đấy, cái pin này mã CR2032 này là nhiều bác biết đây này. Đó. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 3V của Sony nhá. Đấy, pin 3V của Sony. 20.000 một vỉ nha. Đấy, 20.000 một vỉ 5 viên nhá. Đấy, bán combo là một vỉ luôn nhá, không bán lẻ nhá các bác nhá. Nhớ giúp em là không bán lẻ, hàng này hàng không tách lẻ, hàng là bán theo vỉ luôn. Là một vỉ nha là 20.000, 5 viên luôn. Về các bác xài. Đấy, về các bác xài đủ các kiểu lắp rồi là mình sử dụng rất ok, mà cái này các bác để được lâu, hạn sử dụng của nó lên đến là 2034 này, nên các bác dùng thoải mái cho em luôn. Đấy, hàng của Nhật có nhá, made in Japan đấy, hàng xịn luôn đấy. Đó, pin 3V của Sony nhá, 20.000 một vỉ 5 viên. Đó, mã sẽ là CR2032 có nhá. Tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái dây dây nguồn DC nhá, dây nguồn DC được cái dây DC này thì các bác hiểu thì có mã DC thì nó là điện DC tức là điện một chiều. Đấy, điện một chiều thì ví dụ như là điện 12V, điện 24V cái thứ rồi, những cái dòng điện thấp ấy, dòng điện một chiều thì các bác xài cho em cái dây này là rất ok. Đấy, nó sẽ có là đầu đực đầu cái, thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, thì combo 3 cặp dây DC được cái thì sẽ có giá là 10.000. Đây, combo của nó sẽ là 3 dây 33 cặp nha. Đấy, 3 cặp nha. Đấy, một cặp này. Đó, hai cặp này, ba cặp này. Đấy, để về các bác dùng cho chuyên cho điện DC nhá. Nhớ giúp em là dùng cho điện DC nhá. Các bác dùng cho điện 220 là không được đâu. Đấy, dùng điện DC, điện một chiều ấy. Đó, điện cho bình ắc quy rồi là điện 12 24V là ok nhá. Còn dùng cho điện 220 nó giật chết người luôn đấy. Đấy, nhớ giúp em là dùng cho điện ấy thôi, dùng cho điện DC thôi. Thì về các bác có thể ví dụ như là mình làm những cái cổng kết nối này. Đấy, để ví dụ là nối dài hoặc là ví dụ như là kết nối những cái nguồn điện DC với nhau. Đấy, bình thường là các bác cứ phải đấu đi các thứ là nó lằng nhằng, thì đây thay vì đấu thì các bác dùng những cái rắc nối này, nó rất là đẹp này. Đấy, thứ hai là nó nhanh chóng tiện lợi, dễ sử dụng mà nó an toàn, không bị chập cháy nhá. Đấy, không bị chập cháy thì đây một ba cặp nhá, combo sẽ theo ba cặp nha. Đấy, một cặp này, hai cặp này, ba cặp này, nó sẽ có là ba đực ba cái nhá. Đấy, ba đực ba cái thì sẽ có phân biệt dây nóng, dây nguội đây luôn. Đấy, dây âm, dây dương đây luôn. Đấy, đỏ đen đây, để các bác đấu luôn nhá. Về các bác chỉ việc đấu và là xài thôi, chuyên dùng cho điện DC. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là dây DC đực cái nhá, combo ba cặp dây nha. Đấy, ba cặp dây, ba đực ba cái nha, là 10.000 nhá. Ba đực ba cái này là 10.000, giá này là gần như là bên em bán không lợi nhuận được các bác. Bán không lợi nhuận luôn đấy, bán thêm cho bác dễ mua thôi. Đấy, về chuyên dùng cho điện DC, điện 12 24V. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là dây combo 3 cặp dây DC được cái nhá, 10.000 cho combo 3 cặp nha. Đấy, là 10.000. Đây, hôm nay thì em cũng về thêm được một ít cái mã lõi lọc nước của Carofi này. Đấy, thì em báo giá luôn, bên em sẽ bán ở combo là 3 cái lõi lọc nha, với giá là 150.000. Chắc chắn là sẽ có nhiều bác hỏi là có bán lẻ không, thì em nói luôn là với cái mức giá này thì bên em không bán lẻ nhá. Đấy, với cái mức giá này so với thị trường thì bên em không bán lẻ, vì theo em thì các bác với cái giá nó rẻ này thì các bác nên mua cả một cái combo 3 lõi luôn, về mình thay luôn, thì thay một lúc nên thay cả 3, chứ các bác thay một lõi thì nó không giải quyết vấn đề gì. Đấy, mình nên thay cả 3 lõi luôn. Thì combo 3 lõi lọc nước của Carofi nha là 150.000, thì nó sẽ có là 3 lõi. Lõi số 1 này,
lõi số 2 và lõi số 3. Đấy, công nghệ vi lọc này, công nghệ aric carbon than hoạt tính này, thì nó sẽ có 3 lõi này. Cái lõi của Carofi này thì chắc là nhiều bác thắc mắc là sợ là không lắp được cho những cái lõi khác, thì em nói luôn là nó là một cái tiêu chuẩn chung, nên là các bác có thể lắp cho hầu hết các loại máy luôn, từ Kangaroo này, rồi là Carofi, rồi Nalolite các thứ, là tất cả các loại máy thì về các bác có thể là mua cái lõi này về các bác lắp vào được hết luôn. Đấy thì thường thường là các bác thay là nên thay 3 cái lõi này nha. Cứ định kỳ cho em là từ 6 tháng cùng lắm là 12 tháng thôi, các bác nên thay một lần. Đấy, để cho nó sạch sẽ dùng cho ok thôi nhá. Đó, combo 3 lõi lọc nước của thương hiệu Carofi nhá. Hàng thì cam kết với các bác là hàng chuẩn chính hãng, hàng công ty luôn nhá, chứ không phải hàng giả nhái vớ vẩn đâu. Đấy, đây này. Đấy, có đầy đủ mã miếc các thứ này, thông tin địa chỉ số lô các thứ này. Đây này. Mã bảo mật bên trong này, mã xác thực này, chính hãng này. Đấy, có thấy không? Hàng rất ok luôn. Đó thì về các bác thay cho những cái máy nhà mình. Đó thì combo 3 lõi lọc này là 150.000, thì bên em sẽ bán được combo 3 lõi lọc một nhá. Bán là một lúc 3 lõi luôn, không bán lẻ nhá. Nhớ giúp em là không bán lẻ vì giá này rất hạt rẻ luôn. Giá này nó rất là bình dân rồi, nên là các bác nên mua giúp em là 3 lõi một nhá. Về mình thay luôn. Đấy, thay thì thay một lúc cả 3 luôn. Chứ còn thay một lõi một thì nó không giải quyết vấn đề gì. Và cái bình thường cái giá này em cũng chia sẻ luôn là bữa trước em mua, nếu mà các bác mua 3 lõi này nó phải rơi một tầm hơn 220.000. Đấy, bên em bán theo combo được có 3 lõi mà nó chỉ còn 150.000 đấy, thì các bác biết là em bán rẻ nào để cho các bác dễ mua rồi. Đấy, chứ còn bình thường là nếu bán theo kia là nó rất là cao như thôi. Bán giá như này để cho các bác mua theo combo luôn cho nó dễ, mà bên em bán nó cũng dễ, nhặt hàng nó cũng dễ các bạn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là cái lô hàng thanh lý công ty này. Đấy, đó là cái mã dây nguồn 5m và 3m nhá. Em báo giá luôn. 5m thì bên em nó có giá là 35.000, 3m thì 25.000. Đây. Đây cái loại 3m này. Đấy, 3m, còn đây là cái loại 5m đây này. 5m đấy dài một chút. Đấy, thì tùy nhu cầu. Các bác lấy nào thì báo nha. Đấy, thích dài thì lấy lại 5m, thích ngắn lấy lại 3m. Cái ổ này thì hàng của công ty sao nào? Nó là cái công ty gì nhỉ? Omisu này. Đấy, Omisu, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi này. Đấy, Omisu ổ cắm chống cháy này, chống vỡ này, ISO 9001:2015 này. Đấy, Omisu ai cũng bảo là nồi đồng cuối đá. Đấy, các bác biết nha, câu slogan này các bác biết rồi, rất chất lượng rồi. Đấy, dây rất mềm, hàng bao đồng chuẩn 100% luôn. Đấy, nó sẽ có là một cái fix như này để các bác cắm vào nguồn, và đi ra thì nó sẽ có là một cái fix âm nha, để các bác tiếp nguồn cho những cái dây khác. Đấy, ví dụ hoặc là những cái thiết bị điện, quạt điện, bóng đèn các thứ ra. Đấy, các bác xài cái dây này cũng ok. Nó là một cái dây để nối dài ra. Đấy, một cái dây để nối dài ra. Nói chung là xài trong gia đình một cái dây này thì cũng khá là tiện đấy các bạn, khá là tiện đấy, lắm lúc rất là cần luôn. Đôi khi nó chỉ còn thiếu một tí thôi, các bác cần ánh sáng hay là cần quạt ra những cái chỗ đấy cần thiết mà các bác phải nối dài ổ ra, nó rất là mất công, hoặc là thiếu một tí thôi đấy, thì mình mua cái dây này về. Đấy, mình ấy, hoặc là nhà nhiều công nhiều việc, đôi khi là cắm quạt, cắm quậy, cắm bóng, cắm biết các thứ ra, rồi cắm thiết bị điện, các bác mua dây này về cho em là ok. Đấy. Dây này là cuộn này, cuộn to, cuộn 5m này. 5m thì sẽ có giá là 35.000. Đấy, còn nếu cuộn 3m thì 25.000. Đấy, thì cái lấy là cuộn nào thì báo cho em nhá. Đấy, cứ lên mã cho em sẽ là cái dây nguồn kèm cái cả cái phích âm nha, là 5m là 35.000 nhá. Còn cái loại 3m thì là 25.000. Đấy thì cứ lấy mã nào báo nha. Thì em sẽ nhà nó bác mã đấy nhá. Đấy, hai mã, một mã 35.000 là 5m, một mã 25.000 là 3m cũng nhá. Đó, đây. Đó, giá thì em công khai rồi. Đấy, các bác ưng cái mã nào thì cứ gọi điện trực tiếp nhá. Hai số điện thoại đang để trên mình. Lưu ý giúp em là khi mà mua hàng thì nhớ giúp em là trên 200, miễn phí ship cho bác luôn nhá. Rồi, cũng là cái lô hàng công ty luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái củ nguồn 12V. Đấy, hàng xịn nhá, hàng loại xịn luôn đấy. Hàng xịn nhưng mà giá thì lại rất là hạt rẻ, 130.000 một cái củ này. Đấy, 130.000. Hàng của ACBL này, adapter nhá, adapter output ra 12V, công suất của nó sẽ là 10A. Đấy, về các bác xài sử dụng khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn, về cái nguồn 12V này rất là cần này. Đấy, về các bác có thể là chế cháo hoặc là dùng nguồn 12V, nhiều thiết bị nó dùng xài nguồn 12V mà. Đấy, nên các bác mua cho em cái củ nguồn này về, bình thường là thay vì các bác xài ắc quy thì các bác mua cái củ nguồn này về để các bác thay xài thay ắc quy, vì cái nguồn điện nó ra nó ổn định, và thứ hai là nó khỏe ạ. Đấy, công suất nó lên đến 10A cơ, dòng đẩy lên 10A đấy, khá là ok. Hàng là hàng công ty, hàng loại xịn nhá. Đấy, có cả đèn báo đó bác xài luôn. Đấy, có cả đèn báo luôn. Thì đây,
Hàng này là chuyên dùng cho những cái thiết bị chuyên dụng ấy, hàng công ty ấy, nhưng mà ôm lô thanh lý được. Nó sẽ có là đây này, một cái đầu ra này, một cái đầu ra rắc của nó đây này, đấy, rắc này, đấy, và một cái đầu đây là đầu nguồn vào, đấy, thì các bác cấp nguồn. Còn đây là cái đầu ra, đấy, em sẽ quay kỹ cho bác cái đầu ra nhá, đấy, đầu ra của nó này. Đó, về các bác có thể chế hoặc là mình cắt đi, mình đấu sang cái dây khác cũng được. Đó thì củ nguồn nhá, củ nguồn 12V, 10A, đấy, củ nguồn 12V, 10A. Hàng công ty nhá, hàng xịn, hàng công ty đấy nhá. Đó, 130 ngàn một cái củ này, cầm nặng trịch luôn. Đấy, cầm nặng trịch có đèn báo nhá, nhớ cho là có đèn báo, cầm nặng lắm, to dã man luôn. Đây này, các bạn nhìn này, cả đúng như cái bàn tay em luôn. To kinh khủng khiếp. Đấy, củ nguồn rất to luôn, nặng lắm, cầm thích cực đi. Đây, đấy, một bộ này là 130 ngàn nhá. Củ nguồn 12V 10A, đấy củ nguồn 12V 10A. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục adapter hoặc là cái củ nguồn 12V 10A. Đấy, con này thì cấp nguồn vào của nó sẽ là input từ 100 đến 240V 50-60 Hz 105A và output ra của nó sẽ là 12V 10A. Đấy, hàng xịn, hàng công ty cũng nhá. 130k cũng nhá, 130 ngàn. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng và ví da. Thắt lưng và ví da bò của Mỹ. Đấy, nhiều bác hỏi lắm nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Và bữa trước bác nào mà chưa mua được thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn giúp em đi, không là số lượng hạn các bác nhá, không có nhiều đâu. Đấy thì về chắc khoảng tầm vài chục giây thôi. Hàng này thì nó cứ về nhỏ giọt lắm ạ, không có sẵn hàng như bình những sản phẩm khác đâu. Thì đây. Hiện tại thì đang có hai màu là màu đen và màu nâu. Thì các bác lấy màu nào báo cho em đây. Đấy, màu đen và màu nâu này em quay cho bác coi này. Đấy, con này là màu nâu này, con này màu đen này. Đấy, còn mặt của nó thì nói chung là quá đẹp rồi. Mặt của nó thì không có gì phải chê rồi, mặt cực kỳ sang. Nhìn thiết kế rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn cực kỳ sang và cuốn hút luôn. Đấy, thì ơi. Hàng made in USA đấy bác coi luôn nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác biết về chất lượng rồi. Da thì bên em sẽ bảo hành cho bác luôn, riêng dòng này em bên em bảo hành da bác luôn, cam kết các bác là da bò thật 100%, bảo hành cho bác 2 năm sử dụng. Về các bác xài mà có vấn đề gì bong chóc hay là nổ da hay là như thế nào, bên em sẽ đổi trả cho bác dây mới luôn. Cam kết với các bác là da bò thật 100%, dùng thích cực kỳ luôn. Cái này thì bên em bán siêu nhiều đến nỗi là không có hàng bán luôn, cứ về đến đâu hết đấy. Nên các bác tranh thủ mà chốt nhanh luôn nhá. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái dây thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, dây thắt lưng da bò Mỹ. Thì bên em sẽ bán giá của nó sẽ là 180 ngàn một sợi, 180k. Dây dây thắt lưng da bò Mỹ có hai màu là nâu các bác nhá, nâu và đen. Lấy màu nào thì báo đi em để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Nâu và đen 180 ngàn một sợi này, dây thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Đấy, hàng made in USA, hàng cam kết da bò thật 100%, bảo hành da cho bác luôn. Đây, đấy, hai màu là nâu và đen. Rồi, ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác là ví này. Ví các bác nhá, ví cũng rất đẹp luôn, ví da bò khâu tay cũng hai màu nâu và đen, và với cái mức giá thì cũng rất là hạt rẻ thôi, 140 ngàn một cái ví như này, 140k. Hiền ơi, bán anh cái ví đây, 140k. Lên mã giúp cho em sẽ là ví da bò khâu tay nâu và đen nhá, nâu và đen là có hai màu luôn, là 140 ngàn một cái ví nha. 140k ví của anh đâu. Đây các bác đợi chút để em quay cái ví mới đây, còn ở đây để em lấy cái ví em dùng hơn 2 năm này cho bác luôn. Hàng da này thì ví này em bên em cũng bảo hành cho bác là 2 năm luôn. Về vấn đề da nổ hay da bong chóc cũng cam kết các bác là da thật 100%. Đây, toàn bộ của nó là viền khâu luôn này, rất đẹp và xịn luôn. Đấy, made in USA nhá. Cực kỳ nhiều ngăn cho các bác đựng này, có những ngăn nhỏ để các bác đựng thẻ này, đựng giấy tờ, căn cước rồi là bằng lái xe, đăng ký xe các bác đựng vào những ngăn nhỏ này, còn những ngăn lớn thì các bác đựng tiền. Đấy, có một ngăn, hai ngăn, ba ngăn đựng tiền luôn, có một cái ngăn khóa, ngăn riêng ra để các bác xài. Đấy, đây. Riêng với cái dòng này là các bác cứ xài càng bóng đây này. Cái con này em xài chắc là khoảng tầm năm nay chắc là năm thứ ba rồi. Năm nay là năm thứ ba rồi. Đây này các bác nhìn này, càng xài càng bóng càng đẹp luôn. Đấy, bình thường là các bác nhìn này là nó không bóng mấy đâu. Nhưng mà các bác nhìn này, càng xài nó càng bóng. Riêng cái dòng này nó cái hay của nó là cái da thật nó rất là hay, là cứ càng xài càng bóng đây này. Cái này em đang xài của anh em đây. Đấy, rất ok luôn các bác nhá. Đựng thẻ, đựng giấy tờ các thứ là quá ok luôn. Đấy, rất ok. Rồi, đấy là cái ví
thì có hai mã nhá, là một mã màu nâu và một mã màu đen. Chính bản thân em cũng đang xài hai cái sản phẩm này luôn nên em thấy rất là chất lượng và em nhập về cho bác bán cho bác luôn. Đó thì hai màu là màu nâu màu đen. Thì 140.000 một cái, lên mã giúp cho em sẽ là ví da bò khâu tay màu nâu và màu đen. Lấy màu nào báo cho em nhá. Nhớ giúp em là xem kỹ màu, lấy màu nào báo cho em, cân đối màu giúp em nhá. Không đến nơi các bác lại bảo là không ưng cái màu này nó rất là khó, gửi đi gửi về nó mất công. Đấy, ưng màu nào báo cho em. 140.000 ví da bò khâu tay màu nâu đen, thắt lưng cũng thế nâu và đen, 180.000 một sợi. Đó thì lấy màu nào báo anh em. Nhớ cho em là hàng này là hàng số lượng có hạn nhá, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ, mà bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn đi, cứ lương lự xong đến lúc là bên em báo hết hàng các bác ở bảo là bán nhanh thế rồi là không để lại cho tôi, thứ là nó rất là mất công, đôi khi rất là khó cho anh em. Đấy, thì các bác tranh thủ chốt luôn giúp em nhá. Đó, 180.000 một sợi thắt lưng nâu đen, 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay nâu và đen các bác nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay để các bác về sử dụng, đó là cái đèn học chống cận này, lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn học chống cận nhá. Cái con đèn học này nó có cả tích điện luôn các bác, rất là tiện mình, tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại, hoặc ví dụ như là trong điều kiện là mất điện mình không có đèn, mình không ánh sáng thì mình dùng thì bác mua cho em cái đèn này về. Đấy, nó có cả chế độ điện tích điện luôn. Đây nguyên hộp này mới keng luôn nhá. Đó thì về các bác mở ra, sau đó các bác mở cho em này ra. Đấy, bấm nút đây đèn nó sẽ sáng này. Đấy thì đèn nó sẽ có 3 chế độ màu nhá. Đấy, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai này, chế độ thứ ba này. Đấy, 3 chế độ sáng, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá, sáng nhất, vừa này, sáng tối này, sáng vừa này, sáng nhất này. Đó, nói chung là thoải mái các bác dùng để làm việc học tập này, cho các con nhỏ này mình học tập làm việc nhá. Và cái đây là cái phần hút đằng sau thì các bác dắt đằng sau cho. Đấy, các bác dắt đằng sau. Để ví dụ như là mình để đây để các bác cắm cho các cháu này mình cắm bút vậy này. Đấy, ví dụ như có bút các bác để đây, các cháu mình để đây. Đấy, chỗ này để bút. Đấy, và đằng sau, của nó thì là một cái cổng sạc nhá. Đấy, chân của nó sử dụng một cái chân micro USB. Đấy thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này, các bác cắm vô đây và các bác cắm trực tiếp vào nguồn sạc, nguồn sạc 5V đấy. Đấy, cái cục sạc điện thoại của sạc 2, cục sạc em vừa quay đầu video đây. Các bác có thể dùng cái cục nguồn của Samsung này này, cùng một cục này bên em đang bán là 30.000 này. Đấy thì các bác có thể mua cái cục này về, các bác cấp nguồn cho cái đèn này, không phải là cấp nguồn mà ý là cấp nguồn để các bác sạc cho cái đèn này. Còn khi mà sạc đầy rồi thì con này nó có thể là có pin trong sẵn này này, thì nó có thể tích điện nha. Đấy, nói chung là rất là tiện. Đấy, bấm thì các bác bấm vào đây để nó cảm ứng, nó bật lên này. Đấy, đèn khá là sáng nhá. Đây. Đấy, đèn khá là sáng, ok luôn. Ánh sáng màu vàng trung tính nhá. Đấy, kiểu vàng trắng lẫn lộn trung tính, nên là ví dụ như các bác học tập làm việc bằng cái ánh sáng này, nó thứ nhất nó đỡ mỏi mắt này. Đấy, mà thứ hai là nó chống cận. Đấy, đặc biệt là cho dành cho bé nhà mình. Đấy, dùng cái ánh sáng rất là tốt cho mắt luôn, rất là hợp lý nhá. Và hai của sản phẩm này nó có tích điện các bạn, có tích điện nên là ví dụ mỗi lần mà các bác đi làm di chuyển mà mọi lúc mọi nơi thì lúc nào cũng có cái đèn này. Đấy, hoặc là ví dụ trong trường hợp là mất điện mất đóm nhá, mình các cháu mình không có đèn học bài thì đây lúc nào cũng có ánh sáng để các bác cháu mình học bài luôn, rất ok nhá. Nói chung là hay lắm, một chiếc đèn rất hay, bán khá là nhiều, giá thì bình dân thôi, chỉ có là đi 70k nhá. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể gấp gọn và cất đi hoặc mang đi mang lại, rất ok. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn học chống cận. Đó, đèn học chống cận có tích điện không nhá, có cả chế độ tích điện luôn. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào, các bác xài đầy pin thì các bác lôi là các bác sạc nhá. Đèn học tích điện này, đèn học tích điện chống cận nhá, giá của nó sẽ là 70k một chiếc thôi, chỉ có 70.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó, đèn học tích điện có tích điện, có chế độ chống cận nhá, 70k một bộ này. Đấy, bao gồm là cả cái giọng cộng dây cáp sạc này nữa. Đó, khi nào mà hết pin thì các bác nhớ cho em là cắm vào cái cổng đằng sau, và cái đầu còn lại của nó là sử dụng cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy là các bác cắm sạc cho cái đèn này, và khi nào mà đầy pin thì các bác lôi ra các bác dùng. Bộ này là 70k bộ nhá. Đèn học có tích điện và có cả chống cận. Có cả chống cận nhá, 70k bộ. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng, đó là cái máy cạo râu 9D. Đấy, lên mã xem cái con máy cạo râu 9D, con này thì bán cực kỳ nhiều mà dùng hay lắm. Đấy. Đây, nó có cái đầu này là cái đầu massage rửa mặt này. Đấy, cái đầu massage rửa mặt. Đây em bác con. Ở đây các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D này, mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Em báo giá luôn, 100k một con máy cạo râu 9D, chỉ có 100.000 một con thôi.
dùng cực kỳ là thích luôn. Đây, có cả cái phần đầu tỉa mũi này. Bên trong nhá, bên trong thì sẽ có là sách hướng dẫn sử dụng này. Cộng dây cáp sạc nha. Con này các bác sạc một lần các bác dùng chắc cả vài tháng luôn. Đấy là các bác cạo ít nhá, còn các bác cạo nhiều chắc là tầm tháng sạc một lần. Pin nó trâu lắm. Đấy, pin trâu dã man luôn. Đây. Đó, thân máy đây nhá. Đó, đây là những cái đầu thay thế này. Cái đầu này là các bác dùng để tỉa lông mũi này. Nói chung là con này đa năng, có 100.000 thôi, rất đa năng nhá, rất nhiều những cái hay luôn. Đây em sẽ quay chi tiết bác coi. Các bác đợi chút ném bóc, đóng gọn kỹ quá. Đây cái đầu tăng đơ này, lại đầu tăng đơ. Và đây là thân máy này, thân máy thì nó đã lắp sẵn cái bộ đầu cọng cạo râu rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá, nên khi mà các bác cạo rất là nhanh. Đấy, các bác cạo thì các bác cứ di sát mặt cho em, di sát mặt và các bác di thật đều tay là máy chạy rất là ngon lành rồi. Đó, khi nào mà các bác muốn vệ sinh các bác bấm nút này, đấy nó sẽ bật ra thì các bác dùng để vệ sinh. Đấy, con này nó có chế độ là tự làm sắc lưỡi nhá, nên là các bác yên tâm không cần phải thay lưỡi đâu. Các bác càng cạo thì nó sẽ ma sát với lại cái phần lưới bên trong này thì nó sẽ có chế độ là tự động mài sắc nhá. Đấy, tự động mài sắc lưỡi thì các bác yên tâm sẽ dùng chắc khoảng tầm 5 năm chắc các bác cũng phải thay một lần. Đó, lưỡi rất là sắc rất là lâu. Đấy, còn các bác muốn không cạo râu nữa các bác rút ra. Bác cắm cho em những cái đầu mũi như là ở đây nó có cái đầu, một cái đầu là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cắm vô bật máy cho vào lông mũi các bác dùng, các bác tỉa lông mũi này. Đấy, khi nào mà tỉa lông mũi xong rồi, ví dụ các bác muốn cắt tóc này, tăng đơ này. Đấy, cạo lông tai lông chân các bác lắp vào đây. Lắp cho em cái đầu tăng đơ này, bật lên. Đấy, bắt đầu các bác cắt này. Các bác cứ thế các bác gì thôi. Đấy, cứ thế các bác gì. Đấy, ví dụ hoặc là những cái râu dài, các bác lắp cái tăng đơ vào trước các bác rũ đi, sau đó có râu ngắn thì các bác lấy cái bàn này các bác cạo này. Đấy, lấy cái bàn này các bác cạo. Ngoài ra thì đây cái đầu tăng đơ thì nó còn một cái đầu nữa, đó là cái đầu dạng như kiểu là gọi là đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy nhá. Đấy, đây đầu rửa mặt, đầu massage mặt đấy, các bác cắm vô đây, nó bật máy này, đấy nó sẽ quay nhá. Đây là kiểu rửa mặt massage mặt nhá, các bác cho vào, cho lên mặt để các bác gì nhá, các bác gì các bác cọ có massage nó sạch sẽ nhá. Đấy, rất ok. Nói chung là một chiếc máy rất đa năng, có một, thứ nhất là một thân máy này đi kèm nó một cái đầu rửa, một đầu rửa mặt này. Đấy, đi kèm nó một cái đầu tăng đơ này. Đấy, và cuối cùng là một cái đầu đồ cạo râu. Nói chung là khi mà các bác mua cho em bỏ ra 100.000 nhưng mà các bác sở hữu rất nhiều những cái món khác nhau. À đây còn mấy cái đầu nữa, đó là cái đầu tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy, một này, thân máy là một này, một đầu cọ là hai này, đầu tăng đơ là 3 này, đầu cạo râu là 4, đầu tỉa lông mũi là 5 này. Đấy, khi mà các bác bỏ 500.000 sở hữu là 5 món đồ luôn, 5 món đồ đấy trong một, các bác sử dụng rất đa năng. Dành cho anh em đàn ông thì bộ này quá hợp lý rồi. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, cắt tóc, đấy đánh rửa mặt các thứ cho em quá ok một bộ luôn. Là 100k một bộ nhá. Hàng mới keng nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đó, và đi kèm vào cộng dây cáp sạc, các bác mở ra cái phần nắp đít ra. Đấy, thấy cái cộng dây cáp sạc chưa? Đấy, bây giờ các bác vào các bác cắm sạc cho một chút. Đấy, sau đó là các bác dùng cái này. Đấy, về các bác sử dụng cạo râu, rửa mặt, cắt tóc, tăng đơ, tỉa lông mũi, đa năng luôn. Và cạo cực kỳ sạch đó nha, cạo sạch lắm. Đấy, riêng dòng này các bác cạo không sạch không lấy tiền. Bỏ ra 100.000 sở hữu cho em là quá nhiều sản phẩm luôn. Giá quá tốt và sản phẩm dùng ok. 90k một chiếc máy cạo râu, 100k nhá, xin lỗi bác, 100k cho một con máy râu 9D này, 100k một con. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi, tăng đơ, rửa mặt các thứ chưa. Rồi các bạn, tiếp theo thì em lên luôn cho đó, cho các bác, đó là cái bộ hút dầu rửa bát này. Đấy, lên mã sẽ cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, vòi hút dầu rửa bát, bộ này thì em báo giá luôn. Vòi hút dầu rửa bát nhá. Đấy, dầu rửa bát. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá. 80k một cái bộ hút vòi hút dầu rửa bát này, 80k. Về nhà các bác mà ở cái chậu rửa bát thì các bác mà hiện tại đang dư một cái lỗ ấy, thì các bác mua cho em gọn rồi về các bác lắp đặt vào rất là hay luôn nhá. Đấy, về các bác bình thường là các bác hay để những cái chai dầu rửa bát ở trên bàn bếp có thứ rồi nó rất là mất thẩm mỹ này, rồi là nó nước nôi thứ là nó dính dáng. Đấy, mà nó bừa bộn nhá, nhìn nó phức tạp, nhìn nó bị mất mỹ quan các thứ rồi, nhìn không đẹp ấy. Đấy, rồi là nó mất vệ sinh thì các bác mua cho em cái bộ này về nhá, dùng rất hay luôn. Đây, cái bộ này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, về các bác ở chậu rửa bát nào bây giờ là thường như nó có để dư đó một cái lỗ thì về các bác xỏ cho em cái bộ này vào. Đấy, sau đó các bác siết cho em cái đai này vào. Đấy, nó có cả cái đai siết này. Đấy, các bác siết cho em cái này vào nhé.
Xiết cái này vào để nó cố định này. Và đây là cái phần để hút lên này. Các bác ấn vào đây thì nó sẽ hút lên nhá. Ấn vào đây hút lên. Và một cái dây nhá, một cái dây, một cái đoạn dây để các bác dòng từ cái đầu nối này xuống đến cái can rửa bát. Các bác để cái can rửa bát ở dưới gầm đấy, bác dòng nó xuống đấy, thì các bác kết nối cái này với lại cái kia, là các bác dòng cái dây này xuống thì nó sẽ hút từ cái can rửa bát từ dưới gầm lên đến bên trên để các bác lấy cái dung dịch rửa bát từ ở đây ra luôn, không cần phải chậu rửa chai dầu rửa bát để lên trên bàn rửa bát rồi các thứ nhìn nó lỉnh kỉnh lồng cống như là nó bẩn thỉu. Đấy, các bác mua cho bộ về nó chỉ có 80.000 thôi, cực kỳ dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Lên mã em sẽ cái bộ vòi hút dầu rửa bát nhá. Đây em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về cái sản phẩm này. Thiếu trong căn bếp thì bạn chắc hẳn rất nhiều bạn đây không biết cái lỗ ở trên bồn rửa bát này có tác dụng gì đúng không, nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ việc ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra vòi này cũng làm từ thép không gỉ nên các bạn không cần phải lo bị gỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhé. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm ở đây nhé. Sắp sang 2023 rồi mà các bác vẫn để những chai dầu rửa bát trên bàn như này ư? Trông rất bẩn và bừa bộn. Ở đây chậu rửa bát nào cũng có cái lỗ này các bác nè. Bỏ vài chục nghìn ra mua bộ vòi hút dầu rửa bát này về các bác ơi. Giờ thì các bác có thể mua hẳn can dầu 5 lít về dùng dần rồi. Sắp sang 2023. Từ khi có bộ đầu bơm nước rửa chén này là nhìn căn bếp của em gọn gàng hẳn lên, bởi em tận dụng được cái lỗ tròn nhỏ ở bồn rửa này. Kết hợp với bộ đầu bơm nước rửa chén nữa thì tiện lợi lắm luôn. Với đầu bơm làm bằng inox kết hợp với dây silicone dài 1,2 mét này thì phù hợp với hầu hết mọi loại bồn rửa cao thấp khác nhau nên mọi người không phải lo. Chất liệu thì bền bỉ, phù hợp với môi trường ẩm ướt nên dùng được trong thời gian dài luôn. Cách sử dụng thì rất đơn giản, chỉ cần ấn vài cái là nước rửa chén dễ dàng được hút lên rồi. Nên mọi người quan tâm đến sản phẩm thì tham khảo ngay ở phía bên dưới nhé. Từ khi có bộ đầu bơm thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì view như cái can bát này các bác chỉ việc để trong gầm thôi. Đấy, sau đó các bác lấy mở cái lỗ ở trong nhà ra. Đấy các bác xỏ nó xuống. Siết cho cái phần đai bên dưới vào như này này. Đó, siết vào, sau đó các bác cắm cái phần còn lại vào trong can rửa bát, là các bác chỉ việc ấn thôi là tự động nó sẽ hút dầu rửa bát lên rất tiện. Đấy, các bác đỡ phải để những cái can dầu bát ở trên cái gian bàn bếp của thứ nhà mình nhá. Đấy, nó đỡ nhầy nhụa bẩn thỉu ra nước nôi. Đấy các bác để can dầu bát là mua cho em hẳn cái can 5 lít về mình dùng lâu dài luôn, cắm vào. Đấy các bác chỉ việc ấn này. Ấn này là tự động dầu bát nó sẽ hút lên và nó sẽ cho ra dầu bát, là các bác lấy chỉ việc dùng nhá. 80.000 một bộ này, cực kỳ dễ dàng lắp đặt mà nói chung sử dụng gia đình rất hiệu quả luôn. 80.000 bộ, nói chung là cái bộ này các bác nên mua nhá, các bác nhá, nên mua về các bác lắp đặt gia đình nhà mình hay lắm. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như mái tôn này, mái bờ rô thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này, thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán cho em. Đấy, dán cho em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra sau đó các bác dán thôi nhá, rất là dễ dàng dụng luôn mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây về bóc cho em cái lớp này, nó có cái băng keo dính này, các bác bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây nó có một cái lớp keo này, dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy, nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ rô rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá, bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5 mét nhá, dài 5 mét này. Dài 5 mét và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5 mét này. Dài 5 mét và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha. Khổ của nó sẽ là khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra là dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok lắm. Đây.
Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về mình sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế thì các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bờ rô, rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra, đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán cho trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một quận này chỉ có 40.000 thôi, dài 5 mét nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó, 40.000 một quận, keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này, để về các bác xài. Để các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá, rồi các bác sử dụng gia đình, hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy nửa lít nước nhá. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà. Đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá. Bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng, rất ok luôn. Đây phần bên trong này. Đấy, đây, Su304 đó, dấu Su304 này. Đó. Bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây. Đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa hoặc ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn. Đấy, rất ok. Là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. À, một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè phải đi làm đông với nhau. Đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà, uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. Bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc. Báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang cửa bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em xem cái bộ bình 3 cốc nhá. Bộ bình 3 cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình 3 cốc nhá. 70k bộ là bao gồm là một bình và 3 cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml. Trong sản phẩm đèn dầu đồng nhá, lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó, một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy, cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó, bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy, bật lên các bác xài đây, nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy, nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy, thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy, cái pin này rất là dễ kiếm, các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cục áo này. Đó, thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy, tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy, các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đó, có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó, đèn dầu đồng chạy pin. Đèn dầu đồng. Đó. Đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn. Giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha. 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó. 40k một cái đèn dầu đồng nha. Đấy, 40k một cái nhá. Giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó, đây, bật cái là sáng này, tắt đi. Đó. Ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá. Rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình. Con này thì rất ok rồi. Hàng thì của thương hiệu Osaka nhá, Osaka. Đó, một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng.
Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá, và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất là ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan. Đó, Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy, các bác cắm nguồn, bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ là hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. À, từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. À, xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, đi về các bác chỉ việc là cho đồ ăn được uống đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em vào máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nhá, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy, em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy, đá viên luôn này. Đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá. Bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy, xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá. Cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy, 110.000 một cái thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá. Đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó, đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào. Và các bác để lên đây. Cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây các bác bấm ở đây là máy chạy nhá. Đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhá, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tổn thọ. Đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhá. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây, các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Úi trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nguyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá, vừa nãy cục viên rất to nhá, này này các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn, cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó thì giá thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110.000 một cái con máy xay Osaka nha. Lên mã cho em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt cá, rau củ quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng 4 lưỡi nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110.000 một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn, và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000, em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm, và massage cổ vai gáy này. Đấy,
massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này. Đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này. Bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng, tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó. Chỉ có 260.000 thôi nhá. Một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Tại đây đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy. Đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220. Sau đó là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy, các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này. Đấy, có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, có nhìn này, tay em này nó đảo này. Đó, tay em nó đảo đây này. Đấy, tay đảo này. Đấy, máy chạy khỏe êm lắm. Đó, các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng, đau cổ các thứ rồi, các bác gối lên cho em. Đấy, gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn. Đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm. Đó, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, các bác nhìn bi đang quay này. Đó. 260k nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, có thấy không? Đây là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá. Cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng, vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa khi dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể là để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi, đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn 4 cánh này. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha. Đèn 4 cánh 90k một cái quả bóng đèn 4 cánh thôi nhá. Đấy, 90k một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn, và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó kiểu là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí, vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái thì em đang bán khoảng tầm 200 ấy, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá. Đèn 4 cánh thì em đang gửi bác một quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch
Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic, hoặc các bác nào hay ở một mình đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối là nhằng, thì các bác mua cho em cái con này về đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng này nhá, có phần đánh lửa tự động này đấy, các bác không cần phải mồi về, các bác chỉ việc ấn cái này tự động là nó sẽ ra lửa thôi đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên bấm trong lửa ra thế là bùng lên, có thể xài thôi đấy. Và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế đấy, để khi mà các bác sử dụng các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn đấy. Cái này xong to xong nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài rất tiện dụng luôn, đi chơi đi picnic đi dã ngoại cực kỳ là ok đấy. Khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, dễ sử dụng mà nói chung là hay đấy. Một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái, bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k, 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi. Giá rất bình dân. Sao bảo kia bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính như luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Đó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này thì bên em đang bán là 50.000. Hôm nay em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá. 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu tạch tạch cái đấy, con nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi cơm Sát các nhá. Nồi cơm Sát. Nồi cơm Sát. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000. Hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sát nhá. 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây. Nồi cơm Sát thì Sát này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy. Cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo chín ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ ạ, nồi cơ, nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác cứ bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra.
Đó, còn các bác không muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác không muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay. Đó. Bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm với một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp để các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi 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 nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy. Một cái ca đong gạo đong nước này. Một cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm. Cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn. Sách hướng dẫn sử dụng này. Và kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây, đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được chám một lớp chống dính nhá. Nên có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó. Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok, cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, còn đây phần trong bên trong mâm, mâm bên trong này đó to to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về cái sản con nồi đấy nhá, đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok, có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keo nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá, bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhá, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu sáp không nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn pin nhôm. Lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này, đấy, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy em nắp ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650 nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế hoặc các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi, thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên này các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây, bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa. Rất tiện dụng nhỏ gọn nhá. Đấy thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm. Đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy, thì chọn một bộ này là 160.000 thôi nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhá. Còn nếu mà sẵn thì trong trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó. Đèn pin nhôm 160.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình các bác coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nhỉ. Mà nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng.
bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k một bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn đồ uống các thứ vào đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình công trường, đi làm công sở các bác sẽ hay phải mang cơm đi làm. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà nhà mình hay bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh các thứ thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này và một cái khay to nhất là khoảng 5 khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhá. Có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó không bị văng ra, rồi ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh giờ. Đấy thì các bác cho vào trong này. Đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok. Nó có cái nắp đậy rất là an toàn. Đấy, không lo vi trùng, vi khuẩn, ruồi bâu cái thứ giờ vào. Ok, sạch sẽ, gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào. Nó rất là nhỏ gọn như này. Đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn. Còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 50 khay này nhá. Đấy thì lên mã cho em xem cái bộ khay 5 tầng. Bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000. Kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá. To nhất sẽ là 18. Đó, bộ khay 5 tầng 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây, đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc. Đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã em sẽ là cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Willing nhá, hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox rồi. Đấy, đũa inox cũng của Willing luôn. Đó. À, một hộp 5 đôi. Giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox này. Một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi. Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Willing nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì yên tâm là lóc không trơn. Đấy và đũa này thì inox này thì dùng rất là an toàn. Đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ cho hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bác nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào với nhau thì nó cái tiếng kêu nó cọc cọc này thì các bác chứng tỏ là thìa rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ được cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này. Một cây chuyên này các bác lọc này. Và một cái cây chuyên này các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn. Sắc bén lắm. À, tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay. Đó là cái này đó là cái đánh vẩy cá nhá. Các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay rán trứng thì các bác dùng cái khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5, 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu có dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ.
Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em, không quay cho bác cái bộ này, đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã cho cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần nặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra, đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết. Dành cho chị em phụ nữ này, rồi là các ông các bà đều dùng hết luôn, nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm tay móng chân, còn phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy ra chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em, người lớn, người già, đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhá. Đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp giếc các thứ đầy đủ luôn. Nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60.000 một bộ ví hồng nha. Thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay bác này, đó là cái máy bào rau củ quả nhé, em báo giá luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả cái này thì các bác cứ cho các bào thôi. Đấy, rất là nhàn luôn, mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn, bữa trước em bán cho bác là 150.000, nay em giải bác mức giá rất dễ mua luôn, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110.000 một cái nhá, dùng rất là hay. Đây, Tháo ra hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy. Và một thân máy này, một thân máy. Cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó. Thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy. Thì đây, đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá. Đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy, thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra. Một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này. Đây, 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào dạng bào lát này. Đấy. Một bộ bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây, ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy, thì một bộ sẽ gồm có 2 chiếc, thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây, em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá, để các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào. Đấy, các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp cho em cái tay quay này vào. Lắp cái tay quay này vào nhá. Đấy, các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi. Cứ thế là các bác quay. Đây thì đây. Khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ quay thôi. À, cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy, các bác lấy cái này các bác ấn nó xuống. Đấy, sau đó các bác quay. Mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào. Bào thì nó sẽ nhả ra cái lỗ này. Có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 110.000 một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đấy, 3 bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào thì các bác lấy bộ lưỡi ra các bác lắp vào nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây, các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột bạch chất thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bùng, nhưng hóa ra là mình chưa vặn nút chốt đằng sau. Nay mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nhá. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhá. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thực sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Các bác, đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Lên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát cho mình. Đấy, các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy, và cũng rất là tiện nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó, rất ok luôn. Nó rất là, nó
thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy các bác cho nó xuống. Đấy, cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín đi van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng nó lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây, toàn bộ phần lưới của nó thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá, 15k nhá, 15k lên mã giúp em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là cái nhà mình nó thoát nước chậm, đấy thì các bác mua cho em cái này về các bác thay vào. Đấy nó chỉ có 15 ngàn thôi, về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy thực tế sản phẩm nhá. Đấy ví dụ về, đấy các bác sử dụng này. Đó, thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy, các bác đổ rác ra cũng rất là tiện. Đó, thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá. Dùng rất là ok luôn. Đấy chỉ việc cầm vào cái núm mấy các bác nâng lên là xong. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá. 15k một cái lọc rác nhà. Rồi một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu chuyên để các bác dán cổ vai gáy, dán rất là tốt luôn nhá. Cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy, 20k nhá, một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây bóc cho bác coi, 12 miếng trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như những cái thành phần thảo dược bên trong này các bác dán. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán sang bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua. Cái này em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy, các bác bóc qua nhá. Sau đó là các bác dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân và tay, những chỗ nào đau các bác. Đấy, bóc cái này ra, dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó. Một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ. Mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái, một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k đây này. Một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ là ok. Cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng. Đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Hơi bị đau khớp, đau cực kỳ ok luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhớ lại khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi nha. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gáy nè, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị. Ngủ vô ngon hết sức luôn á. Sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha. Đây đây là cái miếng dán ngải cứu nhá. Lên mã em sẽ cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy sẽ gồm có một túi, nó được như một chiếc túi nha. Đấy, 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm lúc ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá. Sắc lắm. Đấy. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này, sắc dã man luôn, như dao luôn nhá, lưỡi của nó. Đây hình mặt sói này, đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy. Con này hàng thì của Nga ạ. Đấy. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm thì sẽ có ốp gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá, phần dây đeo có thứ rồi. Đấy. Các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ để mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn đằng sau
đầu lưỡi đằng trước này. Đấy, hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, lên mã giúp em sẽ là cây rìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu rìu lưỡi rìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này. Và thứ hai là nó không bị va chạm mọi người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã giúp em sẽ là cái cây rìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây rìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Rìu sói nhá. 250k và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây rìu sói bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sau và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của bao lơ của Nhật bãi nhá. Rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít thôi nhá. Khá là to luôn. Thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là SU304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp, công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không. Nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, lắp đậy ok luôn này. Đấy, lắp đậy chắc chắn luôn. Còn đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng đó. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Giá định rất là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ đá các bác nhá. Giữ đá trong vòng là giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi. Giá nó quá hợp lý luôn, 150k nhá. Bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Bao Lơ, giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Quai sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Couple của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình. Đấy, câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua trong cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức. 170k bộ, hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ và dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy, thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn. Chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng thau 100% luôn này. Đấy, đây. Dây đồng 100% luôn nhá, rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3 mét một dây nhá. Đấy 3 mét một dây. Đấy 3 mét một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Couple của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2.000 ampere. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Có cắt tôn, cắt lá thép thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhá. Đấy. Hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này. Các bác chỉ việc bóp vào thôi. Đấy, còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các bác nhá. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi, cắt rất ngọt luôn. Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này. Khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi, không cần phải lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa là lách nhưng rất là khó cắt. Nhưng con này cắt các bác cứ đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây. Cắt thử cho bác luôn này. Đây ở đây em cắt giấy nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này, các bác nhìn này. Cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gợn các kiểu các thứ này luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng nó dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kinh không? Ngọt không? Quá ngọt luôn.
đó, cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén, đó, hàng của Kabushi Japan nhá. Có phần khóa hãm này, đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn, giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây, giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã anh em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gen ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này, các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gen ngược, thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy, thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy, thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2, 4, 5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1, 2, 3, 4, 5 này. Đó, bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá, hàng của Kabushi. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá, bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Không thể dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút. Sau đó dùng mỏ lết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bù lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào búa nhé. Đấy, các thấy không? Các bác chỉ việc là khoan một cái lỗ nhỏ này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ốc gãy nhem vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy, các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy, thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn. Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá. Tối đa là ống 42. Đấy, thì về các bác chuyên thì các bác cắt những cái con ống nước nhá. Đấy, cho vào đây các bác cắt này. Đấy, các bác chỉ việc bấm này. Đấy, nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy, bấm tạch cái ok. Đấy, sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100.000 một cây thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước thôi nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy, kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây, 100.000 thôi. 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đây. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy, em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha. Đây. Đấy, các bác chỉ việc cho này này. Sau đó các bác bấm nhá. Đấy, các bác bấm dần dần này. Đấy, dần. Đó, dần. Đó. Đây, để cắt lại bác coi nhá. Đó, các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy, bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nhá, em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây. Các bác bập nó vào như này. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ bấm xuống trước này. Đấy, nó sẽ bấm xuống trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy, các bác bấm tiếp cho em. Đấy, bấm tiếp này, nó sẽ ngập vào. Đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy, cắt nó không bị ba via. Bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi, cắt rất là ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, nó ngập luôn này. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đó, rất ngọt ngào nhá. Đó, ok luôn. Đấy, mịn màng ngon lành nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U. Lên mã thì em sẽ là cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70.000 một bộ thôi. Lên mã thì em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy, con này nó khóa bằng mã, rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa cầm chiếc các thứ lằng nhằng. Đấy, mình chỉ việc là mang này đi. Đấy, không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn.
Đây, lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá, nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa đấy các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy, ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấm được không nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy, các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn, các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý cái đoạn này này. Đấy, các bác xoay cho em cái, các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy, các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy, xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho em. Đấy, sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại, xoay cái tay bên bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy, bây giờ các bác khóa vào này. Đó, các bác đảo số loạn lên này. Đấy, đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy, đảo số loạn lên. Đó, và bây giờ này các bác bấm này, không mở được nhá. Đấy, ví dụ đây em đang để về cho về 0 nhá, là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy, bấm cái là không ra nhá. Đây em chuyển về 1 hết này. Chuyển hết về 1 này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về 0 này, các bác lại xoay cái này cho em. Xoay cái tay bên phải này. Đấy, các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác đổi về 0 nhá. Đấy thì các bác lại đổi về 0, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về cho em, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok có thế thôi. Đấy. Cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em các bác chú ý nhá, nếu mà về, nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này. Các bác cứ xoay cho em loạn đi cái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi nhất cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu. Thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy, đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia trước gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha, 70k một chiếc. Keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000. Còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 các bác nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô các bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính, đấy, siêu dai, đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo, đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm và tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, 1kg là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá. Bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá. 10.000 một túi. Giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây. Thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này. Về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này. Và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây. Đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào. Đấy, để vào để lên mâm bà, nó không bị ruồi bâu thứ này.
rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này, rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào đấy để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào đấy, chụp vào rất ok, căng đét lên luôn này đấy. Cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có lại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này, đấy cái này nó có thể là co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn đó. Một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha, đấy 100 cái chụp nha, đấy 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn đó. Lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi bọc thức ăn này là 100 cái đây, nó cứ nhỏ nhỏ hết này đấy. Thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đấy, còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên này nha. Đó, bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân, dễ mua đấy. Nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình, bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Là một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy, 9 số 4. Rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp. Nó sẽ gồm có là 2 4 6 cây nhá, 6 cây với giá thì cũng rất là bình dân. Chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn. Đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá. 30k một set nhá, 30k một set đây. Nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó. Thì sẽ gồm có 6 cây, về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, các cháu nhà mình ăn uống cái thứ rồi. Đấy, mình ăn ok luôn. 2 4 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó. 6 cây xìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn không nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy, hàng thìa mới keng luôn đấy, hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn, giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này, này.
đây màu đen này, đấy, còn đây màu nâu đây, đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy, đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này, đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này, đấy mình mang đi chơi, mang đi du lịch. Bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này, đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào, đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mà hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen, màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào, đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này, đó, rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên thì rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k, cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vâng. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k coi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay,
là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan siêu cứng siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10.000 một chiếc các bác nhá. Covid cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được. Các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn. Nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống và đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống và đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá. Chuyên dùng cho ổ điện Nhật các nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 thôi nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng thôi nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này, này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các nhá, em báo giá luôn. Các bác có lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng này các nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn, có nhìn đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây thôi các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các bác nhìn này.
tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok, 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn em nhá, không có nhiều đâu các anh nhá.